Theo thám tử hồi báo, Ngụy Báo Vương Nhuế cùng các chư hầu đang trên đường đến Hàm Dương. Á phụ, người nghĩ trẫm nên làm gì? Tình hình bây giờ cần phải thảo phạt nước Tần. Còn tên tiểu nhân Lưu Bang, con có thể gửi cho hắn một bức thư trước. Nhất định phải dùng lời khẩn thiết hội đủ ân huy. Con phải dùng lời cám dỗ. Đúng vậy. Tóm lại, trước khi tấn công nước Tần, nhất định phải kẹp chế Lưu Bang, không thể bị hắn làm rối loạn mọi chuyện. Được, trẫm sẽ đích thân khắc một chút giảng gửi đi cho tên tiểu nhân bỉ ổi Lưu Bang. Ô thương thay, thiên hạ cùng lập nghĩa đế, chân sự phía Bắc, thương cho nghĩa đế bệ hạ suốt đời cần chính yêu dân, ban ân thiên hạ, nay bị phản thần hạ vũ giết chết, đại nghịch bất đạo, bệ hạ bị kẻ gian hãm hại, xác chìm đáy sông, nào ngờ thần lại tin lầm lời dối trá của hạng vũ, tưởng đâu bệ hạ bị sông lớn nuốt chửng. Thần ngu xuẩn vô cùng, mới làm bệ hạ bấy lâu không được vinh quang. Bệ hạ, thần thật sự hổ thẹn với bệ hạ. Thám Dương à, người đừng đau lòng quá mà. Phải đó Khinh Nhược, người phát tang cho bệ hạ, giúp bệ hạ được trải qua. Bệ hạ ở chính suối biết được, cũng cảm thấy an ủi lắm rồi. Cất đàn không cần an ủi quả nhân. Bệ hạ, thần đã hại chết người rồi. Hôm đó khi hạng vũ chống lại Dương Lệnh tự lập làm Tây Sở Ba Vương, tại thần vô dụng không dám chống đối với hắn, mình làm hắn ngày một ngạo mạn xem thường vương thượng, khi hắn buộc bệ hạ rời đô, thần cũng bất lực ưng sư cần dương. Nào ngờ hôm nay bệ hạ chết trong tay của kẻ gian, đại thần có lỗi với người. Hàm Dương, kẻ giết vua là Hàm Vũ, ngài không cần phải tự trách. Không phải, cái chết của bệ hạ Lưu Bang tôi ối hận vô cùng. Hàm Dương, Hàm Dương, khai bẩm Hàm Dương, Hàng Vũ sai người mang trúc giảng đến. Nên loạn thần tặc tử nó nói cái gì? Đúng là khốn kiếp. Khốn kiếp thật mà. Nói chúng tôi chỉ biết đứng nhìn. Mọi người nghĩ xem, hôm đó ở Cự Lộc có phải chúng ta đã nhiều lần thỉnh chiến không? Nhiều lần thỉnh chiến đương nhiên rồi. Thực tế là do hắn muốn lừa dối người khác, không cho chúng tôi ứng chiến thì đúng hơn. Phải. Đúng vậy, tại hắn muốn độc chiếm công lao thì đúng hơn. Hôm nay là nói chúng tôi sợ địch không dám đánh, đúng là ngả máu phun người. Phải đó. Hôm đó hắn bắt chúng tôi đi bằng đầu gối quỳ trước mặt hắn. Từ nhỏ đến lớn Trương Diễn này chưa bao giờ chịu nhục nhã tới như vậy. Ngoài miệng thì nói phong cho chúng tôi làm chư hầu, thực tế trong lòng hắn coi chúng tôi không bằng loài súc sinh. Đúng rồi đó. Các chị đừng nóng giận quá. Công lý trong lòng mọi người, các chị đại dương đều bị Hạng Vũ uy hiếp, lẽ nào chúng tôi không biết chứ? Tên Hạng Vũ này thật sự cuồng vọng tự cao quá mà. Hắn dám đợi ngài phát đăng nghĩa đế thì gửi trúc giảng như vậy đến đây, rõ ràng là cố tình khiêu khích. Hai Dương, trong trúc giảng có đề cập đến người đó. Hả? Mà chửi luôn cả quả nhân à? Chiếu cáo hắn, hắn cẩu Lưu Bang. Chửi quả nhân là chó. Hai Dương, bình tĩnh lại, cứ nghe đọc hết đi. Được. Trẫm niệm tình kết nghĩa huynh đệ, phong ngươi đến Ba Thục, an hưởng tuổi già, ngươi vẫn chưa biết ơn báo đáp, trái lại còn tự ý ra ngoài phạm thượng làm loạn. Trẫm hạn cho ngươi trong vòng một tháng dân biểu xin hàng, hai tay cầm theo thủ cấp của hai tên nghịch tặc Hàn Tín, Trần Bình đến Bành Thành thỉnh tội, bằng không nhất định giết chết cha mẹ con cái ngươi, xa liệt huynh tẩu ngươi, rồi xua quân hỏi tội, báo rửa Hàm Dương. Hàn Vũ, ngươi đấu lỡ khiếp quá đáng, ngươi bức hại Lưu Bang này đã đành,
còn muốn giết chết cha mẹ con cái của ta, xa liệt huynh tẩu ta. Lưu Bang này thề không đội trời chung với ngươi. Sống thân và huynh tẩu chúng tôi chỉ là thảo dân bình thường, còn hai đứa con của tôi càng oan ức vô tội. Không ngờ luôn cả họ Hàng Vũ cũng không buông tha. Con người của hắn đúng là quen thói hung tàn, người người căm phẫn. Hàng Vũ gieo nhiều tội ác, bây giờ còn muốn bắt cả nhà của hắn Dương uy hiếp. Khó nói mai này hắn không dùng thủ đoạn tương tự đối phó các vị chư hầu. Nếu mặc cho tên bạo quân này tự tung tự tác, sau này ai cũng không được sống yên thân đâu. Cho nên tất cả chúng ta phải liên kết với nhau, đừng nên khuất phục với uy quyền của hắn. Thôi thì cùng xua quân hỏi tội giết vua của hắn đi. Được, việc tự tên bảo quân này hôm nay Trương Chỉ này dám đến đây đã quyết định trở mặt với hắn rồi. Hán Dương, ngài nổi tiếng nhân nghĩa, hay là mời ngài lãnh đạo chư hầu thiên hạ thảo phạt Hán Vũ? Chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hán Dương. Xin Hán Dương thay nghĩa đi, phục thù rửa hận. Được, quả nhân quyết không từ nan, liên kết chư hầu thiên hạ tạo thành liên quân, lập tức sống vào Bành Thành. Được. Hán Dương, phạt sở tuyệt đối không thể sơ suất, nhất định phải bàn tính kỹ lưỡng. Phải, là bàn tính kỹ lưỡng. Hà Nguyên Soái, có thần, quả nhân lập tức phong cho khanh phạt sở đại nguyên soái. Khanh lập tức mưu định cho quả nhân một sách lược để thảo phạt Bành Thành. Chuyện này thần nhất định mưu tính ngay, tăng cường luyện binh. Tiêu Hà, khanh nói có chuyện quan trọng phải bẩm báo với quả nhân, sao khanh không lên tiếng đứng đâu hoài vậy? Tại hạ xin phép cáo lui. Phải, chưa bao giờ quả nhân coi Trương Tư Đồ là người ngoài, khanh cứ việc nói ra đi. Hán Dương, trúc giảng mà Hạng Vũ mang đến không phải giống như đã tuyên đọc trong tang lễ. Hả? Ý của Hạng Vũ là muốn nghị hòa với Hán Dương. Chỉ cần Hán Dương chịu tạm ngưng không phát tang cho nghĩa đế, hắn sẽ phong lại cho người làm quan Trung Dương. Hả? Tôi cũng thấy lạ lắm. Bởi vì Hán Vũ không phải là kẻ lỗ mãng, tức là lúc nãy Trần Bình tuyên đọc phần đó là trúc dẫn giả sao? Còn bức thật đâu? Thực tế Hạng Vũ không có nói là giết cha mẹ con cái của ta. Trúc dẫn trao đổi giữa hai nước, không cần các khanh lại tự ý sửa đổi, lừa dối quả nhân. Kẻ nào đã làm? Là hạ thần đã thêm chút tình tiết vào trong trúc dẫn. Khanh sửa đổi trúc dẫn này đến nỗi hoàn toàn khác hẳn, còn nói là thêm một chút tình tiết hay sao? Hạ thần chỉ muốn tốt cho Hán Dương thôi. Khanh hại chết quả nhân thì đúng hơn. Khanh đọc một quyển trúc giả trước mặt các chư hầu, rõ ràng là khanh hại quả nhân mang tội bất nghĩa. Hán Dương cũng như câu thượng binh phạt mưu, binh bất yểm trá, Hán Dương nào có bất nghĩa chứ. Nè, đúng là quả nhân có thể giảng hòa với Hạng Vũ, nay mai nối lại tình huynh đệ cũng không chừng. Bây giờ bị khanh làm như vậy, quả nhân thật sự trở mặt thành thù với Hạng lão đệ rồi. Ê, khanh hại ta như vậy, ta phải giết chết ngươi. Này còn binh vực cho tên cẩu tặc này sao? Là thiếp ra lệnh sửa quyển trúc giảng đó. Chẳng qua Trần Bình phục mệnh hành sự. Hả? Nếu người muốn chém thì chém từng thiếp trước đi. Ê, sao nàng hồ đồ quá vậy? Thiếp thấy kẻ hồ đồ là người thì đúng hơn. Đây là cơ may trời ban, làm chư hầu các nơi và muôn dân thiên hạ cùng phản sở theo hán, thần phục người thôi. Nàng nói ngang ngược quá đi. Cho dù hán sở tương tranh, ta cũng phải đường đường chính chính, không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Bây giờ ta lập tức đi nói cho họ biết. Được thôi, nếu người cảm thấy đường đường chính chính có thể đánh thắng Hạng Vũ thì ra ngoài nói rõ đi. Đi đi. Đi thì đi. Hán Dương, bây giờ gián đã đóng thuyền, ngươi cũng ngồi chung một chung thuyền. Nếu Hán Dương mạo muội nói ra sự thật này, chiếc thuyền sẽ bị lật úp, và những người đi chung với người cũng sẽ bị giả lấy. Trương Tư Đồ nói rất đúng. Cuối mong Hán Dương suy xét. Cả hai khanh cũng buộc ta đồng lõa với họ hay sao? Hán Dương, đến giờ người vẫn không hiểu sao? Người muốn giành được thiên hạ thì phải bất chấp thủ đoạn. Nếu hắn không chết thì ta chết. Thôi được. Phải. Ta đã mang tội xấu xa rồi. Ta kết hết.
Lưu Bang, tên tiểu nhân bỉ ổi này, hôm đó ngươi bị quân Tần bao vây trùng trùng, chống lặn lội đường xa đến cứu ngươi, còn tặng binh thư cho ngươi, dạy binh pháp cho ngươi để ngươi có thể thống lĩnh đám quân. Ngươi lâm vào đường cùng, trẫm lại giúp đỡ ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lấy oán trả ơn, dẫn người đến phản trẫm. Rồi sao? Ngươi là người, ta cũng là người, tại sao chỉ có Sở Hạng Vũ ngươi có thể làm hoàng đế, còn Lưu Bang này thì không được chứ? Ngươi ngang tàn đến vậy sao? Ta ngang tàn. Hôm đó trong Hồng Môn Yến, ai tha cho ngươi được sống sót là ta. Vậy thì sao? Lưu Bang này vào quan trung trước, ngươi là chiếm đoạt dương vị quan trung của ta, còn ép tao vào thục, hại ta chịu đựng khổ sở, xém chút mất luôn cả mạng. Ngươi đã không nghĩ đến tình huynh đệ rồi, tại sao ta còn trọng tình nghĩa với ngươi? Ngươi muốn trả thù, có thể đường đường chính chính khiêu chiến trẫm, không cần dùng những thủ đoạn hèn hạ này để bôi nhỏ trẫm. Ngươi bỉ ổi lắm. Nếu có người ngươi không tàn bạo bụng dạ hẹp hòi, ta có bôi nhọ ngươi được không? Xưa nay ngươi không coi thiên hạ này là người, duy ngã độc tôn mới bị ta thừa được cơ hội thôi. Hôm nay trẫm không giết ngươi, thề không làm ngươi. Hả lão đệ, xin tha mạng. Đại Lưu Bang này trong ơn mọi nghĩa, có lỗi với hàng lão đệ, xin đệ niệm tình huynh đệ với nhau, tha cho huynh đi mà. Tiểu nhân bỉ ổi. Người đâu? Bắn tên, bắn chết hắn đi. Cứu ta, bắn hắn đi, bắn hắn chết đi.